cứ chạy tới đó đi coi có chỗ đầu xe không. Này có hội chợ giáo xứ hàng năm rồi. Này là thành phố Westminster nha, phía xa xa đó là nhà thờ Westminster ở bên tay phải. Đông quá hả? Đó là nhà thờ Westminster, hội chợ nè, trong cái sân đậu xe nè. Ngày 16 tới ngày 19 tháng 5. Địa chỉ nè bà con. Vô cổng thì miễn phí nhưng mà có mấy ông cảnh sát á, sát thành phố Westminster có cái kiểm tra mấy cái túi xách của mình nha. Giống như mình vô trong Disneyland á, người ta cấm mang thuốc nổ, cấm mang vũ khí, súng, ống đạn dược vậy đó, phải bỏ ngoài xe. Không có được đem súng vô trong hội chợ, nó ghi cái bảng ở ngoài đó đó. Phía bên đây cũng có cái quầy bán đồ ăn đó nè, cái này nó bán bắp nha. Bắp luộc, bắp nướng này kia. Strawberry. Này mấy cái món dessert. Bán dâu, funnel cake, churro, mấy đồ ăn của Mỹ đó. Cái phía bên đây là cái quầy bán đồ ăn của người Mỹ nè. Bán taco, nước ngọt, nacho. Còn phía đằng kia là quầy đồ ăn của gian hàng đồ ăn của Việt Nam, Vietnamese food nha. Cái này hai ông cảnh sát nè, mấy ông cảnh sát đó. Chỗ này bán đồ ăn Việt Nam, bán mấy cái món người Việt mình thích ăn á. Hello, cơm chiên, chả giò, gà chiên gì đó. Đó, thịt nướng, tôm, cơm chiên vậy thôi. Ở đây bán có bán bún riêu nha bà con. Bún riêu ha. Hay là pizza. Bên này bán hamburger. Hamburger với french fry. Hamburger 3 đồng một cái, double burger 4 đồng một cái. Còn đây bán cái nước mía Long An nè, bảo trợ của hội chợ bên đây nè. Quầy bán nước mía. Rồi 4 đồng. Có bán hộp vịt lộn nữa nha. Cái này nước dừa. Đây, cây này cây mía nè, có bán nước dừa nữa nhưng mà nước mía tươi fresh coco dừa tươi là 7 đồng không giá nè, ly thường 5 đồng, ly lớn 7 đồng. Đồ ăn mình có thể đem vô trong đây nè, ở trong đây nó có cái chợ, mấy cái lều, mấy cái có cái dù á, người ta ngồi đó ăn rồi coi ca nhạc luôn, ở trên đó sân khấu ca nhạc nè. Bữa nay là người Mỹ đang trình diễn. Con này bán bia nha bà con, bán bia vô đó ngồi uống bia coi ca nhạc. Này hội chợ cho mấy đứa nít nó chơi mấy đồ chơi nè. Hội chợ thì chỗ nào cũng giống chỗ nào thôi, đại khái là mình đi vòng mình coi ha. Giờ này vẫn còn nắng tốt lắm, mặt trời chưa có xuống nha. Chỗ này là cái chỗ bán vé nè, chơi mấy cái ride đó phải mua vé ở đây. Đây là poster, bốn cái, ví dụ chơi cái ride này đi là bốn cái vé, nó có ghi mỗi cái quầy nó có ghi là bao nhiêu vé. Ở ngoài kia cũng có nữa nè, đây là mấy cái gian hàng thú nhồi bông này kia. Ngoài kia cũng có cái quầy bán vé nè. Xa có mấy cái toilet di động á, toilet mà bằng nhựa đó, người ta xài. Đây đi dọc coi mấy này, được chơi cho con nít thôi. Đây nè, kia cũng có mấy cái ride nữa. Đây có cái quầy bán vé nè. Cái ride này cũng action đó ha, nó giống như mấy cái lồng ở trong mà nó quay vòng rồi. Cái này là 6 ticket nha, muốn chơi cái này thì cần 6 cái vé, nó ghi nè.